Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình Cường BC đến các bạn. Thì trong clip này mình chia sẻ cho các bạn cái thêm về cái nội dung về chim bồ câu nó tha rác làm tổ, cũng như là chim bồ câu nó đẻ trứng, ấp trứng và trứng nở nha các bạn. Nói chung là mấy cái nội dung này mình cũng đăng khá nhiều clip rồi, tuy nhiên là cũng có một số bạn mới vô theo dõi kênh YouTube Cường BC của mình á, thì cũng có hỏi, thì nhân tiện mình chia sẻ thêm luôn. Bạn nào biết rồi á thì xem lại cho vui, còn bạn nào chưa biết thì có thể tham khảo để trao đổi kinh nghiệm nha các bạn. Thì chim bồ câu như các bạn đã biết là thông thường nếu mà các bạn chăm sóc chế độ dinh dưỡng tốt thì 5 tháng nó bắt đầu nó thay lông và nó sinh sản nha các bạn. Thì chậm lắm cũng 6 tháng hoặc là 7 tháng thôi, nhưng mà thường sẽ là trong giai đoạn là tháng thứ 5 và tháng thứ 6 là nó bắt đầu nó đẻ trứng. Có nghĩa là từ lúc nó nở cho tới khi 5 tháng, hơn 5 tháng là nó bắt đầu nó tha rác làm tổ đẻ trứng. Khi mà nó cái giai đoạn nó tới khoảng 4 tháng, 3 tháng rưỡi tới 4 tháng các bạn, ở giai đoạn cỡ 4 tháng là chim nó bắt đầu nó ghép cặp. Thì các bạn để ý là nó ghép cặp nghĩa là sao? Có nghĩa là nó chim bồ câu nó thuộc dạng là cái loài đơn phối các bạn. Có nghĩa là nó sống theo từng cặp từng cặp. Nên là tới cái giai đoạn mà 4 tháng là bắt đầu nó cơ quan sinh sản là nó phát triển, là nó bắt đầu là nó phát dục cũng như là nó bắt cặp. Nó bắt cặp thì một cặp của nó là một con trống và một con mái. Nếu mà nó bắt cặp rồi á, thì nó sẽ hay đứng gần nhau, hay đi ăn chung với nhau, con mái đi trước và con trống đi sau, nó hay rù, nó xoay vòng vòng, cỡ như là nó hay rỉa đầu cho nhau, hoặc là nó hay mớm thức ăn cho nhau, nó hay mớm thức ăn cho nhau, có nghĩa là nó tạo cái thói quen cũng như là nó tạo ra được cái kinh nghiệm để mà nó sau này nó chăm sóc con non khi mà con non nó nở. Sau khi nó bắt cặp cái giai đoạn từ 4 tháng rưỡi tới 5 tháng thì nó bắt đầu nó sẽ tha rác. 4 tháng rưỡi tới 5 tháng nha, thì nó tha rác làm tổ nếu mà các bạn nuôi thả theo dạng quần thể như thế này, hoặc là các bạn thả rông. Còn nếu mà các bạn nuôi ở trong chuồng thì các bạn nuôi nhốt công nghiệp thì các bạn sẽ không thấy cái giai đoạn nó tha rác làm tổ, bởi vì các bạn tự làm tổ cho nó nên là nó không cần phải làm tổ nữa nha các bạn. Tha rác làm tổ ở đây thì nếu mà thả rông thì nó thích cái gì nó tha đó. Còn nếu mà các bạn nuôi dạng quần thể nhốt như nhà mình đây, mình nuôi nhốt này, thì các bạn sẽ thả vô một ít rơm, hoặc là lá cây, hoặc là mấy cái cọng sống lá, ví dụ như là cái lá cọng lá me, hay là cọng lá muồng, hay là nói chung là cái lá nào mà nó có lá nhỏ và nó có cái cọng sống á, giống như hình xương cá ha, thì các bạn sẽ hái mấy cái đó các bạn bỏ vào thì chim nó tự động nó tha nó làm tổ nha. Cũng như là hoặc là có thể là cỏ khô hay là bất cứ gì, nói chung là các bạn thường hay để ý á, là chim sẻ hay là chim cu gáy đồ nó làm tổ như thế nào thì chim bồ câu nó làm tổ giống như thế. Hoặc là chim trào màu nữa thì các bạn có thể là bỏ thêm mấy cái rác đồ vô để cho nó tự động nó tha làm tổ. Nếu mà các bạn không có muốn tự chim bồ câu làm tổ thì các bạn hoàn toàn là có thể là dùng rơm các bạn. Các bạn quấn tròn lại rồi các bạn dùng dây lạc hay là có dây gì đó các bạn cột lại ha. Nói chung là cỡ cái tổ nó thường là đường kính cỡ chừng 12 tới 15 cm, nói chung 15 cm là chuẩn các bạn. Không nên làm to quá cũng không nên làm nhỏ quá nha. Thì nó làm tổ thì con trống, nếu mà nó tha rác làm, con trống nó sẽ đảm nhiệm cái vai trò làm tổ. Nó sẽ tha rác và con mái nó sẽ hay vô đứng gần con trống. Khi nào mà con trống nó làm tổ xong á thì con mái nó bắt đầu vô đẻ. Thì cái giai đoạn đẻ ở đây là từ 5 tháng rưỡi nha các bạn. 5 tháng rưỡi thì trong cái giai đoạn là từ 4 tháng rưỡi tới 5 tháng là bắt cặp. Còn 5 tháng tới 5 tháng rưỡi là nó tha rác làm tổ. Rồi 5 tháng rưỡi cho tới 6 tháng là bắt đầu nó đẻ. Thì các bạn lưu ý là khoảng thời gian nó cách nhau 2 tuần. 10 ngày tới 2 tuần nha. Các bạn lưu ý là các bạn để ý là 10 ngày tới 2 tuần. Từ giai đoạn nó bắt cặp cho tới giai đoạn nó tha rác là cách nhau 2 tuần. Từ giai đoạn nó tha rác cho tới giai đoạn nó đẻ trứng cách nhau 2 tuần. Rồi khi mà nó đẻ trứng, có nghĩa là trứng nó đẻ cách nhau
cỡ 1 ngày hoặc là 2 ngày, hoặc có con nó đẻ chậm là 3 ngày, có nghĩa là hai trứng cách nhau 3 ngày các bạn. Ví dụ hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 2022 nó đẻ trứng đầu tiên, có nghĩa là ngày 9 nó đẻ một trứng nữa, hoặc là ngày 10, có thậm chí là ngày 11 tháng 2 nó mới đẻ thêm trứng nữa. Ha. Là sau khi nó đẻ trứng thì khoảng 3 ngày sau là nó bắt đầu nó tiến hành ấp, hoặc là chậm chậm là 5 ngày thì tùy thôi. Thì trứng so các bạn, nhiều bạn hỏi mình có nên giữ lại trứng so hay không, thì câu trả lời là có hoặc là không, tùy sở thích. Nói chung là tùy người, mỗi người nuôi thì có kinh nghiệm khác nhau và sở thích khác nhau. Có người thì nói là nên bỏ trứng so để đẻ trứng tiếp theo ngay lập tức. Thường là các bạn hủy trứng của nó là trong vòng tuần hay 10 ngày sau là nó bắt đầu đẻ trứng lại. Còn nếu mà nó ấp đó, thì phải giai đoạn nó dài hơn, ấp 17-20 ngày và thêm cỡ 20 ngày nó nuôi con, nó phải 40 ngày đó. Là phải hơn 1 tháng sau nó mới bắt đầu nó đẻ trở lại. Thì các bạn biết là nếu mà các bạn bỏ trứng so, là cái trứng so có nghĩa là cái trứng đầu tiên trong cuộc đời của con chim bồ câu hoặc là con gà con gì nó đẻ đó, người ta gọi là trứng so, đó là trứng đầu tiên. Thì các bạn biết trứng đầu tiên là nó cực kỳ giàu dinh dưỡng, nhưng mà cái con non nó nở ra nó lại không tốt, dinh dưỡng nó nhiều nhưng mà con non không tốt, nên là trứng so thường là ví dụ trứng gà so thì người ta hay để ăn dành cho em bé ăn, hoặc bồi bổ cho người sau ốm, rồi nói chung là bồi bổ tầm bổ đó. Chứ không ai để trứng gà so ấp hết, ví dụ vậy, hoặc là trứng bồ câu so người ta cũng hay bỏ. Thì cái đó là cái điều lưu ý, là các bạn, đó là trường hợp mà bỏ trứng so. Còn nếu mà giữ trứng so, theo mình thì mình vẫn hay giữ. Bởi vì sao? Cái mặc dù nó có thể chậm lại một xíu, nhưng mà ở đây là mình được là tăng kinh nghiệm cho cái con chim bồ câu bố mẹ, có nghĩa là nó ấp cái lứa đầu tiên, kinh nghiệm của nó sẽ có kinh nghiệm. Nếu nó ấp ung thì lần sau nó sẽ ấp, nó thành công, tỷ lệ thành công nó cao hơn. Mặt khác, trứng so khi mà nó nở ra mình cũng là tận dụng được cái cặp chim non đó, mình có thể là bán hoặc là mổ thịt rồi vân vân. Thì nói chung là vẫn ok. Thì cái đây là cái tùy thích các bạn nha, thích thì giữ, còn thích thôi. Thì khi mà nó bắt đầu nó ấp, tiến hành nó ấp thì cỡ 17 tới 20 ngày nó nở nha các bạn. Chim bồ câu nó ấp là cái giai đoạn thời gian của nó là 17 tới 20 ngày nha. Thì sau cái giai đoạn ấp là 17 tới 20 ngày, thì trong suốt cái quá trình đó thì con chim bồ câu trống và bồ câu mái nó thay phiên nhau nó ấp nha các bạn, chứ không phải là ví dụ gà thì chỉ có gà mái ấp thôi, không có gà trống. Nhưng mà chim bồ câu á, là nó thay phiên, cả trống cả mái đều ấp hết. Lúc nào con trống đi ăn thì con mái ấp, lúc nào con mái đi ăn là con trống ấp. Nhưng mà thông thường là mình thấy con mái nó ấp nhiều hơn, con mái thời gian con mái nó ấp nhiều hơn, con trống ở ngoài nhiều hơn nha các bạn. Thì khi mà nó nở, nó bắt đầu nó chuẩn bị nở thì nó sẽ khảy mỏ, gọi là cái hiện tượng mà cái vỏ nó nứt ra các bạn. Cái vỏ nó nứt dần dần ra, rồi các bạn sẽ nghe cái tiếng chim bồ câu con nó kêu, rồi sau đó là nó mới buông vỏ ra. Sau khi nó nở thì nó sẽ tha cái vỏ trứng nó bỏ ra ngoài. Đó, thì cái đó là cái tập tính con chim bồ câu, không? Sau khi nó nở là nó tha vỏ trứng nó bỏ ra ngoài. Hai trứng, đôi khi là hai trứng nó nở cùng một ngày, nhưng mà đôi lúc là hai trứng nó nở trên nhau 1-2 ngày, giống như thời gian nó đẻ cũng như ấp vậy các bạn. Tại vì trứng đẻ trước, trứng đẻ sau, tùy vào cái thời gian, ví dụ hai trứng đẻ gần nhau á, ví dụ sáng đẻ, hôm nay đẻ, rồi tối nó đẻ, sáng sau, chiều nay nó đẻ, sáng ngoài nó đẻ, không? Thì nó gần nhau. Nhưng mà nếu mà cách nhau 2-3 ngày thì chim bồ câu non nó cũng nở cách nhau 1-2 ngày. Con nở trước lúc nào nó không to hơn con nở sau nha. Nên là các bạn lưu ý. Và trong một tổ thì con trống, con mái phân biệt, thì có con nở trước con nở sau, nhưng mà con trống lúc nào con chim trống nó cũng to hơn, nó hay giành ăn các bạn. Nó hay giành ăn với con chim mái, nên là con chim trống lúc nào nó cũng to hơn, phát triển cái thể xác nó to hơn nha. Rồi ok, nói chung hôm nay clip này mình chia sẻ ngắn gọn cho các bạn về các cái giai đoạn sinh trưởng, sinh sản, bắt cặp, tha rác làm tổ, rồi đẻ trứng, ấp trứng, cũng như là chim bồ câu nó nở như thế nào. Nếu các bạn yêu thích nội dung video này thì nhấn đăng ký kênh YouTube Cường BC ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Thì kinh nghiệm về chim bồ câu thì mình chia sẻ rất nhiều trên kênh YouTube rồi. Có bạn thì xem nhiều, có bạn thì chưa bao giờ xem, thì bạn nào chưa bao giờ xem thì có thể là xem thêm để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Còn bạn nào đã xem rồi, đã xem nhiều lần rồi thì đừng có rời khỏi mà gửi lại bình luận để trao đổi cùng với các bạn mà mới vô trên kênh YouTube mình luôn nha các bạn. Thì hiện tại là nay 2022, kênh YouTube mình đã gần tròn 1 năm rồi, và mình đăng clip đầu tiên vào ngày 15 tháng 2 năm 2021, thì nay đã là ngày 8 tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên là cái số lượng người đăng ký vẫn là nằm ở khoảng là 600 mấy chục người, nói chung là chưa tới 700 người.
Nên là các bạn nếu mà xem kênh YouTube của mình, đang xem video này thì hãy mạnh dạn đăng ký kênh YouTube để cập nhật các video mới nhất về chim bồ câu, cũng như là nhấn cái chuông thông báo, cũng như là có bạn bè, gia đình gì đó có điện thoại hay là tài khoản YouTube gì đó, các bạn cứ nhấn đăng ký ủng hộ mình giúp mình nha, để mình có thêm cái động lực để mình làm nhiều video hay hơn liên quan tới chim bồ câu. Thì cái kênh này nó riêng biệt, là mình có rất nhiều kênh YouTube nhưng mà kênh này chỉ đăng riêng về chim bồ câu thôi. Tại vì hồi trước trên kênh YouTube Cường Lại Đình của mình là mình đăng chim bồ câu rất được nhiều các bạn quan tâm. Tuy nhiên sau này là mình đăng mấy cái nội dung khác rất là tổng hợp, nên là các cái bạn mà yêu thích chim bồ câu trên kênh YouTube của mình đã rời khỏi kênh, cũng như là bây giờ hiện tại cũng chưa thấy quay lại, chắc là do dịch bệnh rồi công việc bận rộn nên là cũng chưa thấy. Nên là nếu mà các bạn có theo dõi video này thì hãy mạnh dạn nhấn like và share video, cũng như đăng ký kênh YouTube, cũng như là gửi lại bình luận để mình biết là các bạn đang theo dõi mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy, các bạn thấy là đây là chim bồ câu, nó tha rác, nó làm tổ đầy trên cái mái tôn, mà hai cái mái tôn mình cách nhau một gang tay là cỡ chừng 20 cm các bạn. Thì nói chung là cái chuồng của mình độ chế thôi chứ không phải là cái chuồng chuyên dụng. Các bạn thấy là nó đang đẻ trứng đầu tiên ngày hôm nay, thì sẽ sâu ngày mai hoặc là ngày mốt, thậm chí ngày kia là nó sẽ có thêm một trứng nữa, và nó sẽ ấp liền 3 ngày tới 5 ngày sau đó nha các bạn. Nay là ngày 8 rồi, thì nói chung là cỡ chừng cho một tuần nữa đi, cỡ ngày 15, có nghĩa là khi mà kênh Vi mình đăng cái video kỷ niệm tròn 1 năm mình làm kênh YouTube này á, thì sẽ có thêm một cặp chim bồ câu nữa, nó bắt đầu nó ấp. Hiện tại thì đây là con chim bồ câu non của mình được 1 tháng tuổi nè. Cũng như là mình nói các bạn là rất là tiếc luôn. Rất là tiếc nha, bởi vì hôm trước là một cặp mà giờ còn có một con à. Các bạn thấy to ghê không? Rất là to nha. Tại vì bố mẹ nó chăm sóc có một con duy nhất á, nên là nó phát triển vượt bậc hơn so với là nó nuôi hai con hoặc là nuôi ba con nha. Cũng như là mình cho nó ăn dồi dào dinh dưỡng. Trong này thì nói chung là mình chưa có gác cây, nói chung là bận việc quá. Gác cây qua thì nó sẽ lên đây nó ở thôi các bạn. Còn đây có thêm một tổ này. Con này nó ấp cũng được một thời gian rồi. Nói chung là cũng rất là ok. Cũng như là trong này nó tha rác rồi các bạn. Thì đợt trước mình mua thì nói chung là số lượng trống nó nhiều hơn mái, nên là hiện tại đang có một cặp, hai cặp, ba cặp, bốn cặp, năm cặp, năm cặp mà có được một hai ba bốn cặp, bốn cặp đang chuẩn bị sinh sản rồi các bạn, làm tổ rồi nha. Rất là ok rồi. Năm cặp là 10 con đó, còn mấy con kia là đa phần con trống. Thì nói chung sau mình sẽ có thời gian, hiện tại công việc cũng đang bận quá. Nên là nếu mà có thời gian thì mình sẽ đi tới các cái trại lớn mình mua thêm cỡ chừng 5 cặp nữa về mình thả chung, để cho cái tỷ lệ trống mái nó ổn định. Sau này nếu mà có cái trống nó chênh lệch quá thì mình sẽ tỉa bớt trống, mình có thể bán hoặc là thịt bớt để cho tỷ lệ trống mái nó cân bằng nha. Bye bye các bạn nha, hẹn lại các bạn trong video clip tiếp theo. Bye bye.